Thưa quý vị, đồ đồng là món đồ vừa mang yếu tố văn hóa, vừa mang yếu tố tâm linh, không xa lạ gì đối với mỗi gia đình người Việt. Tuy nhiên, trước sự phức tạp của thị trường, thì việc lựa chọn đồ đồng sao cho thật chất lượng, mẫu mã đẹp không phải là điều mà ai cũng biết. Và để tìm hiểu về vấn đề này, mời quý vị khán giả hãy theo dõi phóng sự ngay sau đây. Về với xưởng túc đồng của nghệ nhân Quốc Hội tại Nam Trực, Nam Định, chúng ta sẽ cảm nhận được văn hóa cổ xưa của người Việt. Tại đây có đầy đủ hàng trăm các mẫu mã và kích thước đa dạng, từ bộ ngũ sự bàn thờ gia tiên, tranh đồng, tượng đồng, chuông và các sản phẩm phong thủy, mỹ nghệ trang trí nội ngoại thất cao cấp, mang yếu tố tâm linh, nét văn hóa đặc trưng của ông cha ta. Tôi làm nghề túc đồng này cũng là do nghề gia truyền của cha ông để lại. Thú thật với tất cả các quý vị là cũng phải có sự tình yêu và sự đam mê và hiểu biết về giá trị truyền thống của nét cổ xưa thì mới tạo ra những sản phẩm giá trị như của xưởng nghệ nhân Quốc Hội đang làm ra. Tất cả các sản phẩm của nghệ nhân Quốc Hội là làm bằng thủ công trên những đôi bàn tay của thợ lành nghề của trong xưởng. Quan trọng nhất là những sản phẩm đó làm ra không vì trang trí mà là trên giá trị nghệ thuật tâm linh. Đối với chúng tôi, tất cả những sản phẩm đơn giản không chỉ là trang trí mà là những tác phẩm nghệ thuật của tôi rất tâm đắc để gửi tới tất cả những gia đình Việt. Hiểu được những giá trị đó, đồ đồng Quốc Hội với mục tiêu hướng tới những giá trị thực cũng như cung cấp các mẫu tranh cao và chất lượng. Bởi thế, tất cả các mẫu tranh đều được những người thợ tài hoa chế tác thủ công, chạm khắc sắc nét, độ tinh xảo, luôn đặt cả cái tâm, đức, tài lên từng sản phẩm để từ đó đem đến sự hài lòng cho những khách hàng khó tính nhất. Tôi cũng đã đến xưởng đúc đồng của Quốc Hội và đã sử dụng cái đồ đồng Quốc Hội này đã hơn 10 năm nay. Và tôi rất là hài lòng và ưng ý về cái sản phẩm Quốc Hội của cửa hàng Quốc Hội. Và nói chung là đã đến cửa hàng mua thì được đội ngũ nhân viên tư vấn rất là nhiệt tình và chu đáo. Và cái sản phẩm ở đây có một cái gì đấy rất là sang trọng và có một cái gì đấy nó cổ xưa. Đấy, và cái sản phẩm ở đây thì là cái giá cả rất là phải chăng. Đấy, và khi mà bạn bè tôi đến nhà chơi thì là cũng đã có hỏi tôi là mua cái đồ này ở đâu. Thì tôi cũng giới thiệu cho tất cả bạn bè là đến xưởng đúc đồng của Quốc Hội và các bạn bè tôi cũng đã đến đây để mua về để sử dụng trong gia đình. Thì chúng tôi rất là hài lòng về cái sản phẩm của đồ đồng Quốc Hội. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều cơ sở kinh doanh đồ đồng. Tuy nhiên, vì lợi nhuận mà không ít người đã không ngần ngại buôn bán đồ giả, hàng kém chất lượng, hàng nhái với giá vô cùng rẻ. Vậy nên, khi mua các sản phẩm đồ đồng, chúng ta nên lựa chọn các cơ sở uy tín, nhiều năm kinh nghiệm trong đúc đồng và có hóa đơn chứng từ, logo đầy đủ. Với xu hướng của hiện đại, chúng ta có thể mua đồ đồng ở bất cứ đâu và đồ đồng đang càng trở nên phổ biến đối với gia đình Việt. Tuy nhiên, mua sản phẩm ở đâu thể hiện được sự tinh tế, sang trọng mà vẫn giữ được nét văn hóa cổ xưa của cha ông ta là điều không hề dễ dàng. Đến với xưởng đúc đồng nghệ nhân Quốc Hội, chúng ta sẽ thấy được điều đó, những con người luôn tìm cách giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của cha ông ta.